Ta đen chào các lớp. Clip này Trường sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái bộ text file. Có nhiều bạn không hiểu bộ text file dùng để làm gì và sử dụng như thế nào, thì ở đây mình sẽ định nghĩa cho các bạn nôm na về cái bộ text file để các bạn nắm nè. Cái bộ text file tức là cái bộ dữ liệu mà Trường Khánh nó soạn ra, trên đó nó sẽ hiển thị trên cái màn hình của bạn lời bài hát, tông bài hát nè, điệu gì nè, thuộc thể loại nhạc nào nè, sáng tác của ai nè, rồi trong cái lời bài hát ngay vị trí cái chỗ đó thì bỏ hợp âm gì, Trần Khánh có soạn luôn cho các bạn vị trí hợp âm ngay chỗ đó chúng ta bỏ như thế là thế nào, chủ yếu trên tông la thứ và đô trưởng, các bạn rất là dễ đánh, hỗ trợ rất là nhiều cho anh em nhạc công nào còn yếu về cái bài lạ mà chúng ta không biết điệu, và nếu chúng ta bài đó chúng ta biết mà hợp âm chúng ta bỏ còn yếu, chúng ta cũng cần cái bộ này để hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Ok, rồi các bạn nào đã từng mua cái bộ text file tại Trần Khánh rồi không biết sử dụng thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ text file. Rồi đầu tiên các bạn nhìn trên màn hình ha, cái bộ này sử dụng trên cái S710 trở lên các bạn ha. Rồi các bạn thấy bên trong ha, chữ lý được sẽ test mà thấy nút ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này, USB các bạn đã cắm vào trong cái đàn rồi nha. Rồi ở trên màn hình sẽ nè, khi mà nhấn nút lý được sẽ test nó nổi ra như thế này các bạn, thì dưới đây các bạn thấy chữ text file đây ha. Đây rồi chúng ta nhấn vào chữ text file bằng cách gõ cái nút menu ngoài số 5 hoặc số 6 thì cũng được. Rồi phía dưới ha, rồi tại nãy cái này nó hiển thị vô trong rồi, tại vì nãy mình đã chọn vô rồi. Rồi sau khi bạn nhấn cái nút text file thì nó sẽ nổi ra như thế này các bạn. Rồi sau đó các bạn tab cho nó qua bên USB, ok ha. Rồi trong cái USB này á thì sẽ có rất là nhiều dữ liệu tùy theo cái đàn của mỗi cái đàn của các bạn như thế nào, và dữ liệu các bạn mua là dữ liệu gì thì nó sẽ có nhiều thư mục khác nhau ha. Thì không quan trọng nhiều thư mục như thế nào mà các bạn chủ yếu là mà tab qua bên USB rồi á, thì ở đây nó sẽ có cái thư mục là test file Trần Khánh, bạn chỉ cần nhấp vô cái thư mục test file Trần Khánh cho mình. Ok, bây giờ nó sẽ hiển thị ra tất cả rất nhiều bài từ A tới Z theo chữ cái. Bây giờ các bạn chọn thử một bài ha, mình ví dụ như là cái bài dù vì anh yêu em đi. Ok, dù V ha. Rồi chọn V, V là Y nè, vì nè ha, vì nó vị trí rất là nhiều bài trong đây ha. Rồi hả, họ chọn ví dụ vì yêu chẳng hạn. Ok, rồi mình chọn vì yêu đi. Rồi, bằng cách chúng ta chọn bài thì chúng ta sẽ nhấn tương ứng menu đi ha. Rồi vì yêu, rồi muốn nổi ra thì chúng ta sẽ bấm lại cái nút lý liệt sẽ test ban đầu để nó lại nổi ra cái lời, các bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn nhấp rồi ha, nó sẽ nổi ra cái bảng như thế này. Nó có hai trường hợp, có thể chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ nổi ra lời luôn, còn nếu nhấp vào đây mà nó chưa nổi ra lời thì các bạn cho góc trái màn hình nè, nó có chữ test đây nè ha, chúng ta nhấp cái số 1 phía dưới nó sẽ nổi ra cái lời cho bạn. Đây vì yêu sáng tác xuân hiếu nhạc trẻ ha. Rồi nam thần rê thứ nè, điệu tắm biết ha. Ok, thì này nắm tay nha trên đường là la đấy. Ở trong đây á, chữ của nó do là cái đàn có cái chế độ phong chữ á, nó không có đọc được cái những cái phong cần thiết, cho nên có những cái chữ nó hơi không có đúng với chính tả lắm cho các bạn vào công, tại vì cái đàn này nó không có đọc được những cái file mà tiếng Việt mình. Ok ha. Rồi các bạn đây đó là chữ bỏ hợp âm gì đó. Rồi ở dưới đây các bạn thấy nè, có cái chỗ mà cái chọn số 3, cái chỗ fit 20 nè, các bạn muốn chữ thay đổi kiểu chữ nhỏ lớn thì các bạn bấm số 3 phía dưới nè, đó nó nổi cái chữ lớn cho các bạn, lớn hơn nhỏ hơn đó, tùy theo các bạn nhấn mà chọn cái kiểu chữ nào sao cho phù hợp với các bạn ha. Rồi nếu mà hết tin người ta hát tới đây rồi, các bạn muốn di chuyển nữa tiếp tục thì các bạn tap cho nó qua tiếp theo, nó còn nữa nè, bài nó dài á. Rồi vậy đó, ghé trở lại qua vậy đó. Rồi đó là cái cách bạn vào trong bài hát nó có lời cho các bạn. Bây giờ nếu mà các bạn muốn qua cái bài khác thì ngay nút clear bạn xóa cái bài này đi, dưới cái số 2 nè ha, bấm dưới số 2. Rồi tương tự thôi, mình chọn y chang nãy thôi, bấm chuột text file. Nếu mà chọn ra bài khác đi, ví dụ như ví dụ như mừng tuổi mẹ chẳng hạn, test file đi ha. Rồi nhắm lại test file vẫn như tab qua USB. Ok, rồi thì nãy bạn đã vô rồi cho nên nó còn ở trong đó. Bằng cách bạn trở ra thì bấm chữ up nè, bằng cách bấm trên số 8 nó sẽ ra thôi. Mừng tuổi mẹ em mờ đúng không? Rồi bây giờ mình vô lại ha, test file nè, em mờ. Rồi bằng cách bạn kiếm chữ em mờ đi, thấy em mờ đi ha, tương ứng rồi mừng đây mờ. Ừ, tương ứng chữ cái ha, tại vì nó rất là nhiều cho nên chúng ta phải mình phải phân ra nhiều cái cho các bạn. Mừng tuổi mẹ, đây mừng tuổi mẹ đây, đây mừng tuổi mẹ đây. Ok ha, bấm vô chúng ta nhấp tương ứng chọn bài, muốn nổi ra lời thì chúng ta bấm lại cái lý sự sẹp test này, nó sẽ nổi ra cho các bạn đấy. Ok, mừng tuổi mẹ sáng tác từ lũng ở nhà trường này, trữ tình nó điệu giống mấy năm tông sinh thứ ví dụ đó dưới đây nè.
Ok, vậy là xong đó là cách sử dụng vậy. Đơn giản, nó rất đơn giản. Quan trọng các bạn thao tác, tại vì nó tìm một bài nó cũng hơi khó cái việc thao tác, vậy thì mình sẽ phân rất là nhiều thư vựng nhỏ nhỏ chứ các bạn khó thao tác lắm. Nếu mà chúng ta yếu, chúng ta thao tác chậm quá thì nó mất thời gian cho cái người người ta đợi mình á. Rồi ok. Thì các bạn cố gắng tập luyện cho nó quen thao tác thôi, chủ yếu quen thao tác thôi. Rồi vậy là cách là sử dụng như vậy ha. Thì các bạn cố gắng, cái nào mà nếu thắc mắc thì các bạn gọi cho Trần Khánh qua số điện thoại là 01 222 621 622. Còn bạn nào muốn mua cái bộ này thì có thể liên hệ cho Trần Khánh luôn. Rồi cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn. Rồi bye bye, chào cả lớp ha. Nhớ đăng ký để xem những clip hướng dẫn tiếp theo của Trần Khánh. Cảm ơn các bạn.